Xin chào các bạn. Trong những tuần qua, các quan chức Ukraine dự đoán Nga đã khởi động một cuộc tấn công mới. Kiev cảnh báo chiến dịch này đang diễn ra với việc Moscow tìm cách định hình lại diễn biến chiến trường và tiếp tục đà tiến công khi Nga đã huy động hàng trăm nghìn binh lính và đang nhắm vào hàng chục mục tiêu mỗi ngày. Trong khi đó, các lực lượng của Ukraine đang phải chật vật để củng cố các vị trí trên chiến tuyến hàng ngàn km, song song với việc chờ đợi xe tăng, xe bọc thép và các hệ thống vũ khí hiện đại từ phương Tây. Chiến sự ác liệt vẫn tập trung dọc tuyến Donetsk, Lugansk, nơi chưa bao giờ im tiếng pháo. Các con đường tại khu vực do Ukraine kiểm soát phần lớn đều để trống, ngoại trừ sự hiện diện của xe tăng, xe bọc thép chở quân nhân và các xe tải lớn chứa đầy đạn dược. Giao tranh dữ dội tập trung ở thành phố Bakhmut, nơi quân đội Nga đang khép chặt dần các tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine. Hiện Ukraine chỉ còn duy nhất một tuyến tiếp vận ở phía tây thành phố, qua đường cao tốc Chasovia, Bakhmut. Nhưng những báo cáo mới nhất cho thấy các phân đội của Wagner đang tiếp cận con đường. Đồng thời các lực lượng Nga cũng đã tấn công vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở vùng ngoại ô phía tây nam Krasnoye. Nguy cơ Bakhmut bị bao vây hoàn toàn là hiện hữu. Trong khi tại Soledar, ở phía bắc Bakhmut, lực lượng PMC Wagner cũng đang có bước phát triển mạnh. Khu vực còn lại tại phía nam Donetsk và Vuhleda cũng đang trong tình trạng nguy kịch với Ukraine. Khi mà các lực lượng Nga đang tiến vào thành phố hậu cần quan trọng tại phía nam Donetsk từ cả ba hướng. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Nga, ông Denis Pushilin, đã nhận định việc Nga giành được Soledar, Bakhmut và Vuhleda sẽ là tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Ukraine và mở ra cánh cửa để quân đội Nga triển khai lực lượng theo nhiều hướng. Và nhiều khả năng, nếu những khu vực này thất thủ, Ukraine sẽ mất đi phần lớn diện tích lãnh thổ tỉnh Donetsk đang kiểm soát còn lại. Về mặt tổng thể, Ukraine và Nga đã trải qua những cuộc giao tranh ác liệt trong gần một năm qua. Trong 2/3 thời gian đầu, quân đội Nga đạt được nhiều bước tiến đáng kể khi củng cố và kiểm soát được khoảng 20% diện tích lãnh thổ Ukraine trước chiến sự. Nhưng kể từ mùa thu năm 2022, quân đội Ukraine và lính tình nguyện nước ngoài đã giành được nhiều vùng lãnh thổ trong các cuộc phản công ở Đông Bắc tại Kharkov và ở phía Nam tại Kherson. Kể từ đó, khi mùa đông tới, giao tranh gần như đóng băng ở phía đông tại Donetsk, Lugansk, tập trung trong những hào tuyến bùn lầy. Quân đội của mỗi bên được cho là đều đối mặt với những tổn thất đáng kể, trong khi chỉ đạt được một số thành quả nhỏ. Thế nhưng, khi cuộc chiến sắp tròn một năm, cả Nga và Ukraine đều được cho là sẵn sàng cho một cuộc chiến trên bộ ác liệt hơn giữa bối cảnh Moscow thúc đẩy mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, trong khi Kiev hướng đến việc thúc đẩy hoàn toàn quân đội Nga và tái chiếm lãnh thổ trước kia, bao gồm cả bán đảo Crimea. Giới chuyên môn nhận định kế hoạch của Nga đã dịch chuyển vào tháng trước, sau khi Điện Kremlin chỉ định. Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov trực tiếp chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine. Kể từ đó, Moscow liên tục tăng cường lực lượng ở Donbass. Nga thể hiện rõ ưu thế áp đảo và tiến tới phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine. Tình báo Ukraine ước tính hiện Nga có hơn 320.000 binh lính trên chiến trường. Con số này gấp khoảng 1,5 lần đến 2 lần quân số của Moscow trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Khi đó, Nga ước tính chỉ có khoảng 150 đến 200.000 binh sĩ. Ngoài ra, truyền thông phương Tây cũng đang nói rằng hiện có khoảng 150.000 đến 250.000 binh sĩ dự bị đang được huấn luyện ở Nga, có thể sẵn sàng được điều đến chiến trường Ukraine bất kỳ lúc nào. Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nhận định với Sky News ngày 31 tháng 1 rằng ông không loại trừ bất kỳ kịch bản nào trong 2 hoặc 3 tuần tới. Thực địa trong những tuần gần đây, Nga đã mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào các vị trí của Ukraine ở tiền tuyến phía Tây, đặt Ukraine vào thế phòng thủ rất bị động. Tại hướng Lugansk, Nga đang nỗ lực đẩy quân về phía hai thành phố Kupiansk và Liman, nơi Ukraine đã giành lại vào cuộc phản công mùa thu năm 2022. Còn tại Donetsk, Nga tiếp tục tấn công thành trì Ukraine ở ngoại vi Soledar, bao vây Bakhmut và công phá Vuhleda. Với mặt trận phía nam ở Zaporozhia, Nga tiếp tục những nỗ lực đẩy quân trên toàn hướng này kể từ giữa tháng 1 vừa qua. Hiện giao tranh ác liệt vẫn diễn ra quanh khu vực thành phố Ocharkov, một đầu mối giao thông hậu cần quan trọng và là cứ điểm che chắn cho thành phố thủ phủ tỉnh Zaporizhia mà Ukraine vẫn còn kiểm soát. Tại mặt trận Kherson, các đơn vị phòng thủ Nga vẫn tiếp tục ra soát và ngăn chặn nhiều đợt đổ bộ nhỏ của lực lượng Ukraine qua sông Dnipro ở nhiều vị trí khác nhau. Mặc dù rất muốn đặt chân lên bờ bên kia sông, nhưng hầu hết các chuyên gia đều nhận định đây là viễn cảnh không tưởng với quân đội Ukraine. Bên cạnh các mặt trận đáng kể trên, trong suốt thời gian qua, Nga cũng tạo ra sức ép lớn với Ukraine ở phía Bắc, nơi giáp biên giới với Belarus và lãnh thổ phía đông của Nga,
khi liên tục có các cuộc điều chuyển, tập trận chung giữa hai quân đội Nga-Belarus. Và viễn cảnh quân đội Nga, thậm chí là quân đội Belarus tiến vào Kiev vẫn đang treo lơ lửng như một con dao kề lên cổ chính quyền Ukraine. Ngoài ra, cho đến nay, Nga vẫn tiếp tục các cuộc không kích kéo dài từ hồi tháng 10 năm ngoái, khiến tình trạng Ukraine về cơ bản là khó khăn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định với báo giới trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 30 tháng 1 nói rằng: "Chúng ta có thể thấy rằng họ đang chuẩn bị cho nhiều cuộc tấn công hơn, cũng như huy động nhiều binh lính hơn, hơn 300.000 người và có thể thậm chí là còn nhiều hơn thế. Họ đang nhận được những vũ khí mới, nhiều đạn dược hơn, tăng cường sản xuất vũ khí, song cũng đồng thời tiếp nhận vũ khí từ các nước như Iran, Triều Tiên." Ông Jens Stoltenberg cũng cho biết thêm. Konrad Musika, nhà phân tích quân sự cho tổ chức tham vấn Rochan Consulting, chuyên gia theo dõi các hoạt động triển khai lực lượng của Nga, cho biết các cuộc pháo kích của Nga đã tăng trung bình từ 60 cuộc tấn công trên ngày cách đây 4 tuần lên hơn 90 cuộc tấn công trên ngày vào tuần trước. Có những thời điểm, chỉ riêng trong một ngày đã có tới 111 vị trí của Ukraine bị tấn công. Ông Musika cũng cho biết, Nga đang lấy ra nhiều thiết bị từ kho vũ khí. Ngày 31 tháng 1, quân đội Ukraine cho hay, các lực lượng Nga đã tấn công vào các vị trí của Ukraine ở Bakhmut bằng pháo tầm ngắn 197 lần và hai bên đã đụng độ khoảng 42 lần chỉ riêng tại đây, và nhấn mạnh con số này lớn hơn đáng kể so với thời điểm cách đây một tháng. Hầu hết các chuyên gia đều đánh giá giao tranh chắc chắn sẽ còn leo thang trong thời gian tới. Dù vậy, mọi tính toán của Điện Kremlin vẫn còn rất mơ hồ với phương Tây. Liệu Nga có triển khai hàng vạn binh lính tới chiến trường hay không vẫn là một câu hỏi để ngỏ. Moscow liệu có mở một mặt trận mới, tiến công từ Belarus hoặc dọc biên giới với Nga để tái kiểm soát các vùng lãnh thổ ở Sumy hoặc Kharkov thuộc đông bắc Ukraine sau khi rút quân cách đây một vài tháng? Hay Moscow sẽ tăng cường tấn công dọc biên giới phía nam để chuyển hướng nguồn lực của Ukraine và cản trở khả năng tiến hành cuộc tấn công mới của Kiev? Nga cũng có thể đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công sâu hơn vào khu vực Donetsk và Lugansk ở phía đông Ukraine. Tuy kế hoạch tác chiến của Nga vẫn đang rất khít, nhưng giới quan sát đều đi đến một nhận định chung là Nga sẽ không bao giờ chấp thuận mất đi các vùng lãnh thổ đã tuyên bố xác nhập và sẽ thay đổi mục tiêu này tới cùng. Thậm chí lộ trình các bước hoàn chỉnh việc xác nhập toàn diện các vùng đất này đã và đang được Nga thực hiện. Trong một diễn biến mới nhất, 4 khu vực mới xác nhập sẽ gia nhập vào quân khu phía Nam trong tổng thể các quân khu của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Vậy các bạn thấy sao về viễn cảnh sắp tới? Liệu Nga có đạt được mục tiêu của mình? Ít nhất là việc kiểm soát 100% lãnh thổ 4 khu vực ly khai đã sáp nhập. Hay Ukraine sẽ tiếp tục kháng cự đủ lâu để nhận được các hệ thống vũ khí hạng nặng của phương Tây như những chiếc xe tăng? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.